lấy lại. Đợi tí em nhé. Chia sẻ về cường độ tập luyện của những buổi tập và rèn luyện thể lực vừa qua được không? Thì trước tiên thì lần đầu thì sẽ là thể tập trung, và đây là bọn em đang tập cường độ cao nhất với những bài tập rất là nặng, cũng như là để chuẩn bị cho giải tập sắp tới. Có những bài tập nào mới so với năm ngoái không? Hoặc là cường độ tập luyện có gì khác so với năm ngoái? Cũng có những bài tập mới và bài tập cũ xen kẽ, thì cường độ vẫn là rất mệt. Bạn có thể chia sẻ cái tâm lý của toàn đội khi trải qua những ngày rèn luyện thể lực vừa qua? Tâm lý của mọi người thì cũng rất là thoải mái, cũng như là cố gắng. Dù thời tiết có lắm hay là như nào thì mọi người cũng rất là cố gắng để có một sự chuẩn bị tốt nhất để hướng tới giải đấu. Bọn em cũng sẽ cố gắng hết sức mình, còn đâu là về sự thay thế thì cái đấy phải do ban huấn luyện, và bọn em cũng sẽ cố gắng tập luyện cũng như là cố gắng cẩn thận mình hơn để được ban huấn luyện tin tưởng và cho chính điều là mình chuẩn bị để vượt đi. Bản thân em có đặt ra mục tiêu gì tại SEA Games sắp tới không? Cá nhân em cũng như toàn đội thì khi mà thiếu vắng những trụ cột đang chấn thương, kể cả là có thể là sự thiếu vắng của Quỳnh Như. Mục tiêu của em vẫn là cố gắng hết sức, và cũng có thể là mục tiêu của em thì vẫn là tập luyện và cố gắng hết sức, có thể vẫn là mục tiêu sẽ được đi vào xe, nếu mà được thay vào thì sẽ cố gắng. Còn nói về vị trí của chị Như thì đến bây giờ chưa có kết quả là có được về hay không. Trong đội. Em nghĩ là mọi người cũng sẽ có một chút lo lắng đấy ạ. Bạn có thể chia sẻ về mục tiêu của toàn đội tại vòng loại thứ nhất Olympic không? Mục tiêu của toàn đội sẽ là giành chiến thắng 2 trận và sẽ là vào vòng loại tiếp theo. Cá nhân Nhã thì đánh giá nào về cái phong độ của mình thực ra thời điểm hiện tại sau những chút dài thì bạn đã có lấy lại được phong độ đỉnh cao không? Phong độ của em thì đến bây giờ thì em vừa trở lại sau chấn thương thì có thể là sẽ chưa được 100%, nhưng mà nếu mà được bạn nguyện tin tưởng thì em cũng sẽ cố gắng hết mình, cũng như là cùng toàn đội sẽ có những cái mục tiêu to lớn hơn. Có một số cầu thủ mới ở trong cái lần tập trung này, Nhã nghĩ là về cái sự hòa nhập của các bạn ý, là Nhã có giúp đỡ gì các bạn trong cái việc tập luyện này? Thì mọi người cũng, bọn em cũng đã từng tập với nhau từ U19 cho đến bây giờ thì cũng hòa nhập khá tốt ạ. Em có nắm bắt được thông tin gì về cái số tiền thưởng của đội tuyển Việt Nam nếu như tham dự World Cup nữ sắp tới? Số tiền thưởng lớn, rất rất lớn. Có biết thông tin không? Em không. Không biết thông tin gì. Anh có ai hỏi thêm không? Ok rồi. Ok, cảm ơn nhé. Em gửi